Hàn Quốc bỏ luật cấm ngoại tình, tin từ Seoul, Nam Hàn. Một tòa án Nam Triều Tiên đã đảo ngược một đạo luật gây tranh cãi đã có từ nhiều thập niên nhằm cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Hiến pháp ngày hôm nay hủy bỏ lệnh cấm ngoại tình năm 1953. Chánh thẩm Park Han-chul nói rằng, cho dù ngoại tình nên bị chê trách là vô đạo đức, quyền lực nhà nước không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân. Hơn 5.400 người đã bị truy tố về tội ngoại tình trong 6 năm qua, theo các số liệu chính thức, tuy án tù hiếm khi được tuyên dựa trên luật này. Luật cấm ngoại tình thoạt đầu được xem là một nỗ lực để thăng tiến bình đẳng giới, vì phụ nữ có chồng không có nhiều quyền. Nhưng luật này bị chỉ trích mỗi ngày một nhiều trong lúc văn hóa Nam Triều Tiên nhanh chóng hiện đại hóa trong những thập niên qua. Đây là lần thứ 5 kể từ năm 1990, Tòa án Hiến pháp tìm cách đảo ngược lệnh cấm. Những nỗ lực trước đây bị thất bại vì không có đủ 6 phiếu tán thành của các vị thẩm phán. Trong ý kiến phản biện công bố vào ngày hôm nay, thẩm phán An Chan-ho nói rằng luật cấm ngoại tình đã góp phần bảo vệ giá trị gia đình và cảnh báo rằng phán quyết ngày hôm nay sẽ làm bùng ra một làn sóng gian dâm. Sau khi phán quyết được loan báo, giá cổ phiếu của Unidus là công ty bao cao su lớn nhất Nam Triều Tiên tăng lên 15%, là mức tăng tối đa trong một ngày.